Chúng ta cùng đến với bài tự luận 4. Đề bài như sau. Một trang trại có 3.200 con gà. Số gà trống nhiều hơn số gà mái là 600 con. Hỏi số gà mái chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số gà? Bài này chúng ta phải có hai bước tính kìa. Bây giờ các em phải tìm được số gà mái đã, đúng không? Muốn vậy thì chúng ta biết rằng là tổng số gà biết rồi này. Số gà trống nhiều hơn số gà mái này. Đây là bài toán biết tổng và hiệu rồi đúng không em? Tổng này là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 3.200, hiệu là 600. Và cách tính số lớn như sau. Bài toán tổng hiệu số lớn sẽ bằng mở ngoặc tổng cộng hiệu đóng ngoặc mình chia 2. Thế còn số bé thì sẽ bằng mở ngoặc tổng trừ hiệu đóng ngoặc mình chia 2. Ở trong cái bài này thì số gà trống sẽ đóng vai trò là số lớn, số gà mái đóng vai trò là số bé. Bây giờ mình tính số gà mái thôi. Trước hết mình sẽ ghi lời văn như sau. Trang trại có số con gà mái là số gà mái ít hơn đúng không? Thì số gà mái đóng vai trò là số bé thì số bé sẽ bằng mở ngoặc tổng cộng hiệu đóng ngoặc chia 2 đúng không các em? Vậy chúng ta sẽ ghi là mở ngoặc 3.200 trừ 600 đóng ngoặc mình chia 2. Em nhớ là chúng ta phải làm phép tính trong ngoặc trước, sau đó được kết quả mới chia 2 đúng không? Và kết quả cuối cùng nó sẽ là 1.300. Trong ngoặc chúng ta sẽ ra được là 2.600 chia 2 được 1.300. Đơn vị là con. Và bây giờ mình có thể tính được tỷ số phần trăm rồi đúng không? Mình sẽ ghi lời văn là số gà mái chiếm số phần trăm so với tổng số gà là. À, tức là đây chúng ta tính tỷ số phần trăm đúng không? Thì mình sẽ lấy số gà mái là 1.300 này. Mình chia cho tổng số gà là 3.200. Được chưa các em? Bây giờ mình sẽ chia để ra được gì ạ? À, ra được cái số thập phân. Sau đó từ số thập phân này mình sẽ đổi ra được tỷ số phần trăm. Cách chúng ta nhẩm chia như sau. 1.300 chia cho 3.200 chẳng qua chính bằng 13 chia 32 đúng không em? Em bỏ hai chữ số 0 đi. 13 chia 32 em đặt tính chia thôi. 32 là số có hai chữ số thì bây giờ mình lấy cái số 13 này chia 32 bằng 0. Biết 0 này. 0 nhân 32 là 0. 13 trừ 0 là 13. Bây giờ chúng ta chia tiếp này. Chúng ta mượn thêm số 0 nữa chính là hàng thập phân, chúng ta đánh luôn dấu phẩy vào cái kết quả này kiểu quên đúng không? 132 chia 32 thì mình sẽ được mấy các em? À 132 chia 32 các em sẽ được 4 nhé. Ta viết 4. Ta nhân ngược lên. 4 nhân 32 thì sẽ ra được là 128. Ta lấy 130 trừ 128 thì còn 2. Hạ tiếp số 0 nữa, mình chia tiếp. 20 chia 32 thì lúc này nó bằng 0. 0 nhân 32 là 0. 20 trừ 0 là 20. Bây giờ mình lại hạ tiếp số 0 nữa, mình chia tiếp. 200 chia 32 thì ta sẽ được 6. Đó. 6 nhân 32 lên các em ạ. 6 nhân 32 sẽ được là 192. 200 trừ 192 thì còn 8. Hạ tiếp số 0 nữa. Cứ hạ số 0 thôi nha. 80 chia 32 thì các em sẽ được là 2 thôi đúng không? 2 nhân 32 là 64. 80 các em trừ cho 64 thôi. 80 trừ 64 các em được 16. Bây giờ hạ tiếp số 0 nữa là 160. 160 chia cho 32 thì em sẽ được là 5. Đây rồi. 5 nhân 32 là 160. 160 trừ 160 thì bằng 0. Bây giờ ta mới chia xong đây cũng đúng không em? Đó. Vậy thì kết quả của phép chia này ta sẽ được là 0,4 này, 0 này, 625. Đây là số thập phân. Muốn đổi ra tỷ số phần trăm thì các em nhân với 100 thôi. Mình đổi ở dưới nhé. 0,40625 đúng không? Thì sẽ bằng là các em nhân với 100 thì tức là dịch dấu phẩy sang bên phải hai chữ số bằng 40,625, ghi ký hiệu phần trăm nữa là xong. Vậy chúng ta sẽ ghi đáp số thôi là 40,625%. Em thấy mến, vậy là vừa rồi các em đã cùng với thầy Tài làm xong bài tự luận 4 ở trong đề kiểm tra cuối kỳ số 2 môn toán 5 rồi. Thầy hẹn lại các em ở trong các video chủ đề cuối kỳ tiếp theo nhé.